Xin chào quý vị và các bạn. Ở các clip lần trước, mình đã giới thiệu và đánh giá nhanh một số loại loa mini đang được khá nhiều người sử dụng hiện nay thuộc hãng Divom. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem trong các trường hợp đi du lịch hoặc di chuyển nhiều thì nên mua và sử dụng sản phẩm loa nào là thích hợp nhất. Ở đây chúng ta có hai thiết bị, cả hai đều là loa Bluetooth của Divom. Thiết bị màu đỏ là loa Ebit, còn thiết bị màu đen hơi pha màu đồng là Divom Travel. Hai chiếc loa này đều được thiết kế đặc biệt cho mục đích sử dụng trong các chuyến du lịch hoặc đi phượt. Chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này qua các đặc điểm sau. Với Ebit, được phủ lớp cao su xung quanh viền và khung kim loại chắc chắn, thậm chí chiếc loa này còn có khả năng chống nước. Có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao lại trang bị khả năng chống nước làm gì? Câu trả lời chính là với phần cao su dính gắn thêm vào sau loa, ta có thể đính sản phẩm này trên xe đạp khi đi phượt hoặc trên bất cứ bề mặt phẳng nào ngoài trời, và dù cho trời có mưa thì cũng không ảnh hưởng đến sản phẩm, rất là thú vị. Quay lại với Divom Travel, ta có một thiết kế có phần chắc chắn và chất lượng hơn, vẫn là lớp cao su phủ xung quanh để tránh va đập, thêm vào đó là khung kim loại cứng cáp, khi cầm vào thì thấy rất chắc tay, và nếu như Ebit dùng để đính vào vị trí mà người dùng thích, thì Travel lại có phần móc khóa, gắn trực tiếp vào người sử dụng. Thường thì chúng ta có thể dùng để gắn vào phần đai lưng, như vậy là dù có đang làm gì đi nữa, kể cả là leo núi, chạy bộ, ta vẫn có thể thưởng thức âm nhạc với chiếc loa này. Nếu so sánh với chất lượng và khả năng hoạt động, có thể nói cả hai sản phẩm này gần như tương đương, với tầm hoạt động khoảng 10m, dễ dàng để kết nối. Chỉ cần bật thiết bị lên là điện thoại có thể bắt ngay được Bluetooth, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề khó khăn nào khi kết nối. Và điểm hơn của Divom Travel so với Ebit đó là có thêm chức năng tiếp nhận cuộc gọi khi đang sử dụng, giúp bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào. Cả hai đều cho thời gian sử dụng khoảng 6 giờ liên tục và có bộ phận sạc kèm theo. Nếu so sánh về mức giá, Ebit khoảng hơn 700.000 đồng, còn Travel thì đắt hơn một chút, có giá 1.100.000. Và tùy từng mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Nếu có thói quen hay sử dụng xe đạp để luyện tập thì ta hoàn toàn có thể lựa chọn Ebit. Và tất nhiên, nếu thích một thiết kế sang trọng và chắc chắn hơn, Travel luôn luôn là lựa chọn thích hợp. Cả hai sản phẩm đều đang được bán tại chuỗi siêu thị Pico với các ưu đãi hấp dẫn. Hãy click đặt mua ngay để tìm hiểu thêm về hai chiếc loa này. Và đừng quên like và subscribe cho kênh để nhận thông báo mỗi khi có video đánh giá sản phẩm mới. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Cuối con đường là bầu trời xanh ngắm mê. Lặng lẽ xóa tan âu lo, gạt giọt nước mắt thăng trầm. Niềm tin mãi luôn đồng đầy, bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi, luôn dõi theo từng nụ cười lặng.